tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản các cơ sở dịch vụ tang lễ của băng nhóm Đường Nhuệ. Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 2 đối tượng. Ngày 31 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản với Phạm Văn Úy, tên thường gọi Phạm Văn Trường, 31 tuổi, trú tại số nhà 509 City 1 khu đô thị 379, tổ 36P. Quang Trung, TP, Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và Nguyễn Khắc Ninh, 41 tuổi, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, H. Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đáng chú ý, Phạm Văn Úy đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người. Được biết, Phạm Văn Úy và Nguyễn Khắc Ninh là đàn em của vợ chồng Đường Nhuệ, tham gia thu tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng. Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, P. Kỳ Bá, TP, Thái Bình, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Đường là Ninh Đức Lợi, 46 tuổi, ngụ số nhà 11 tổ 56P. Bồ Xuyên, TP, Thái Bình, Đường Nhuệ cùng Ninh Đức Lợi bị khởi tố do có hành vi thu trái phép 500.000 đồng mỗi ca đi hỏa táng của các đám ma ở Thái Bình. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Thái Bình có hàng chục doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng phải tháng đóng tiền cho băng nhóm của Đường Nhuệ khi thực hiện dịch vụ hỏa táng. Việc đóng tiền này bắt đầu từ cuối năm 2017 cho đến nay, các doanh nghiệp này được chia địa bàn để hoạt động, mỗi doanh nghiệp làm dịch vụ tại khoảng 10 xã và không được xâm phạm vào lãnh địa của nhau. Khi đưa một người chết đi thiêu, doanh nghiệp phải báo cáo tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường Nhuệ, gọi là báo ca, rồi mỗi tháng 2 lần đóng tiền cho Ninh Đức Lợi vào ngày 5 và 20 âm lịch với mức 500.000 đồng, lần hỏa thiêu. Đến ngày 30 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương, tức Dương Đường, 40 tuổi, ngụ P. Kỳ Bá, TP, Thái Bình, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản do có liên quan đến việc bảo kê dịch vụ hỏa táng.